Ok, chào mấy anh em. Tiếp tục anh em. Tiếp tục chuyến hành trình. Mới đi tắm. Ngáo luôn, ngáo ngờ luôn. Còn mấy cái nhiệm vụ nữa là xong anh em. Rớt làm rồi ha. Còn cái này thu thập khá nhiều, nó giống như mấy đại của thằng Bon nó mạnh ha, còn bất cuối không không. Chú tải của quỷ diệt của khác không, con này chưa quấn được nha em, nó phải còn phải ép mấy cái tenet rồi kiếm cái trái cái cuốn anh git gì nữa nữa Dula anh git ép cho nữa, nhiều lắm, nói chung là nhiều phần đó để làm sao, nhưng mà cũng biết cách làm rồi nhưng mà chưa có làm thôi. Ok thì phần này mình sẽ qua phần dưới nữa đây, từ này từ từ làm, không có thời gian farm nữa. Cái này cái gì đây, đọc thử đây, sứ giả của ngày tận thế Ed of Nothing, không thể mở portal trong hành lang, đánh bại Bell ở cấp độ heo để tìm thấy phẩm bí ẩn, giải câu đố và truy cập vào Ed of Nothing. À ok, cuộc xung đột vĩnh cửu thiên đường địa ngục rực lửa đã diễn ra từ xưa, thiên thần chiến đấu các quỷ chiến đấu thiên thần, cứ mãi thế mãi mãi không hồi kết. Ác quỷ Lilith đã bắt đầu giữ một thiên thần Nagareth và điều bất ngờ là cô phát hiện ra cả hai đều chán cuộc xung đột vĩnh cửu. Họ quyết định sử dụng sức mạnh của Thorn để tạo ra Sanctuary, thế giới tách biệt khỏi những cuộc đấu tranh cuộc chiến vĩnh cửu. Họ sử dụng một Thorn để che giấu nó khỏi hai bên trong xung đột, nhưng cả hai sớm phát hiện ra nó cố gắng sử dụng nó để đạt được lợi ích của mình. Bên heo đã xâm lược Sanctuary do ba Ramival cầm đầu, nhưng phải đối mặt với một nhóm anh hùng bảo vệ vương quốc quê hương của họ. Nhưng kẻ xấu xa chính đã bị đánh bại bởi những người phàm trần, nhưng không phải trước khi Bell có thể làm hỏng bước Thorn cố gắng ràng buộc Sanctuary với bên heo. Tấm ảnh thiên thần Tyrael đã phá hủy bước Thorn để ngăn chặn điều đó, nhưng khi làm vậy anh ta cũng phá hủy thứ đang che giấu Sanctuary khỏi thiên đường địa ngục và những thế giới vượt ra ngoài ranh giới của những điều đã biết. Sau đó một anh hùng ngốc nghếch trong hành trình tìm kiếm vinh quang để đánh bại cái ác đã chơi đùa với những thế lực vô danh của những mảnh vỡ hoặc ton bị phá hủy, và qua cánh cổng của sự lãng quên từ rìa vô bước vào một xứ gì, sứ giả của ngày tận thế hả? Samael, sứ giả của ngày tận thế, có sức mạnh vượt ra ngoài cõi này, là một sinh vật già. Hắn có những đòn tấn công trực tiếp mạnh mẽ và sức mạnh tiềm ẩn tạo ra một ngôi sao năm cánh khiến mọi thứ tan rã, ngoại trừ chính giữa một quả cầu năng lượng đen bắn phá khu vực như ngọn giáo sư. Nếu sống sót, hắn sẽ dịch chuyển đến chỗ bạn gây ra vụ nổ siêu tân tinh rực lửa. Tất nhiên, hắn cũng có một luồng khí mạnh mẽ làm giảm sức mạnh của những người phàm yếu đuối ở gần hắn gây sát thương và khiến các trường năng lượng xuất hiện ngẫu nhiên phát nổ. Nhưng những nỗi kinh hoàng này là chưa đủ, hắn còn có những tay sai từ dưới bên kia là những sinh vật siêu nhiên không thể bị tổn hại. Bắn những tia sét vào bạn và thỉnh thoảng hắn sẽ tạo ra một cục lửa xuống bạn, chúc may mắn người phàm xong mọi. Mong bạn chết một cách đau đớn vì đã mang đến ngày tận thế cho tất cả chúng ta. Nếu cái vì sao của tất cả các cõi biết hẳn hàng và bạn đánh bại Samael ở cấp độ địa ngục, bạn sẽ thấy máu của anh ta chứa trong một chứa đựng sức mạnh to lớn, sẽ là khôn ngoan nếu thu thập nó trong một lọ máu của người già. Bạn cũng sẽ nhận được một số nhân phẩm của người già mang theo, giải phóng sức mạnh của lò máu. Bạn cần kết hợp nó với một số vật phẩm mạnh mẽ. Lò máu hả? Trừ 5 kháng nguyên tố, cộng 300 máu tối đa, mana 80, 50 mana 6 lần tiêu diệt. Mình nhận được biến đổi chìa khóa đa chiều Nephalem với hộp giả kim đa chiều để mở khóa dấu ấn học tập lớn hơn để mở cổng đến trái tim bóng tối. Là cái gì? Má nó nhiều thứ gì vậy nè.
Cái này tôi chưa bao giờ làm, tôi cũng chưa biết cách làm lên em, nhưng mà cứ thử tìm hiểu ha. Cái gì đây, giải phóng sức mạnh thực sự của mấy cái này, bạn cần kết hợp chúng với một số vật phẩm mạnh mẽ. Elder ít tầm cộng 2 grip single lenin lưu rum cộng full rum run elder ít tầm ad bow à, là mấy cái đồ này hả, mấy cái món này hả, bow web gì đây. Đánh bài Sabre trong khoảng thời gian từ 11 đến 12 phút khi vào mà không chết, biến đổi bùa nâng cấp để chỉ thêm chỉ số, bùa sẽ gắn liền với lớp nhân vật của bạn. Bạn cũng có 200% cơ hội nhận được lớp phủ vinh quang. Máu ít hai với ngày học tập Viral Elder cộng Brick Rune, cái nào cũng được. Bao từ 5 maximum mana 500. Champion of Sanctuary. Một cái này cái bộ khó nè. Nói chung ba nhiệm vụ cuối này là cực kỳ khó luôn ha. Cái trên đã chưa làm được rồi, còn cái này nữa. Nhưng mà thử đi em. Tôi cũng không biết nó làm sao nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ làm, nhưng mà làm thử coi. Nó kêu mình quýnh beo đúng không? Mình vô mình đập beo thôi. Cái chuyện gì để tính sao nhé, không này bỏ qua bên đi, dịch chuyển tức thời qua đây. Cái gì vậy, ta lên xe luôn này, ngon. Of Detection Bell này trong bản này cực mạnh nè, đợi nó thôi là đủ mạnh nè. Cái gì đây, anh này đâu, triệu hồi đó nào, gà gô quýnh gì, khủng long bạo chứa. Chết nhìn đẹp à, hình ảnh này là sắc nét ngu nha em, HD full HD không che luôn nha. Khủng long hồi xưa mình chơi mờ mờ đúng không, cái bản của tôi chỉnh là hồi 60 fps full HD rồi. Để quýnh bom coi nó chuyện gì xảy ra nè. Tìm vật phẩm bí ẩn gì vậy, rồi vào động phòng với nó thôi. Một hit rồi, chắc là làm cái trophy của nó luôn á nè, làm trophy luôn ha. Bây giờ vật phẩm bí ẩn đâu phải quên tiền à, còn có mấy ẩn gì đó nó đâu phải quýnh cả đánh rác đâu, anh xui nữa. Mình giờ đã thành gọi là thần thánh trong trò này này, thần bông máu quýnh là nó từ thần máu không đây, tôi mới hit anh có mà đại. Quýnh con này lần nữa rồi chắc tôi ngưng video anh em.
chứ nó tốn thời gian đúng không? Tôi ngưng rô tôi quýnh đâu mấy chục lần xong rồi coi nó có rớt khi nào rớt vào phẩm bí ẩn này tôi lại mở video lên nên đỡ tốn thời gian chứ đã dài quá nên coi mệt. Đầu nó cùi phải nói luôn. Coi, tạm ngưng xíu anh em, để tôi quýnh tụi đầy nó xíu coi nó có rớt bí ẩn gì không. Rồi chừng nào rớt thì tôi bật lên nha. Ok anh em, cuối cùng cũng nó cũng rớt rồi anh em. Rồi nói chung là hên anh em, quýnh hên nó rớt ra hai cái la mình luôn nè, quýnh mất mười mấy lần mà rớt hai cái la mình. Rồi thì cái vật phẩm bí ẩn đó là cái viên gì, Busatin quật quật tôn xe này anh em, leader gì đó, right on my phone. Không hiểu lắm nữa, để tôi làm lên dịch, tôi dịch cho nó nói gì chứ tôi cũng không không biết nó dịch cho nó nói gì. Mẫu đá thế giới rung động, bạn chạm vào tinh thể tâm trí của bạn đầy ký ức tuyệt vời thôi, và đó là lý do không anh em của chúng tôi sẽ tìm thấy chúng tôi ở đây. Thế giới mới và con người chúng tôi sẽ biết hòa bình chuyển đổi. Chuyển đổi hả? Nhưng mà từ từ anh em, đó là cái vật phẩm bí ẩn nha, nhưng mà sẵn làm tới khúc này rồi thì làm luôn, quýnh luôn 20 cái đừng ép cái trophy của cái thằng này luôn ha. Rồi dựng video xíu nha anh em, chừng nào tôi quýnh đủ 20 cái ép ra trophy rồi tôi lại tiếp tục anh em tiếp nha. Ok anh em. Còn 2 lần nữa hên rớt là được 2 cái la mành anh em. Tôi bỏ ít đầu vô đây đi, xíu nữa phân giải. Nó làm mấy cái trophy này kiểu nhớ giống bộ phim gì Doctor Strange hả, vòng lặp thời gian vô tận. Làm mấy cái này đúng là chán lắm, cứ thoát ra vô lại nhưng không làm sao giác á, má thoát ra lại 40 lần. Gặp ông nội này quýnh phải chờ boss nữa, chờ nó triệu hồi ra nữa. Đó là mình quýnh nhanh đó nha, nó gặp yếu yếu nữa thì thôi luôn. Đó được 2 cái nữa nè, được 18 cái rồi. Rớt được 2 cái vật phẩm bí ẩn là xíu nữa giải cuộc đố rồi, giải cuộc đố chắc tiếp sau nữa chứ. Lúc này chỉ làm cái trophy của ông bọn thôi. Này mà yếu yếu quýnh rồi nửa tiếng chết thì thôi luôn, khỏi làm phi luôn. Rồi rớt được cái gì đây, đó nhìn như con ốc nha. Rồi phát cuối cùng nha,
Đó. Nãy giờ cho anh em nào chưa biết thì nãy giờ tôi cứ ra vô làm giống như cái con robot vậy. Ra xong vô, ra xong vô. Cũng hên là rớt được hai cái la mạnh. Chứ không là phải quýnh đâu 20 lần nữa là cũng ứ ự luôn. Nên là mấy cái kia chắc tôi làm biến làm tru phi chết đây nè. Không có thời gian mà làm á. Chỉ anh em cách đánh anh em tự làm chứ tôi thua. Làm tru phi tốn thời gian quá. Mấy thằng nào mà vô với cái ảnh cái ra thì nó còn nhanh. Mấy thằng nào vô quýnh như Lucian hay là mấy mà cái nhiệm vụ khó khó thì thôi nghỉ luôn. Nhưng bên này là nó cũng khó nha, cũng chạy quýnh nó cũng tốn thời gian chứ. Chết xong còn triệu hồi ra summoner. Cho mày bắn thoải mái, tao full kháng rồi. Hên cái có được cái cụm dây chuyền mở cái corrupted resource nè, có cụm dây chuyền cộng 5 visit ở lòng 5 magic visit. Chứ magic visit magic visit tôi không biết sao để ép luôn. Hên ra. Rồi ok. Cuối cùng xong nè. Ôi, ví dụ mà anh em hên nó hiện rớt được cái la mạnh này anh em cực kỳ hên luôn ha. Một cục này là nó bằng 20 lần quánh. Dễ chảy luôn. Rồi, giờ kiếm cái nào cộng ngon thì mình lấy nè. Nào. Bèo ơi, bèo cộng nhiều. Mana 1.5. Element 1.10. Cái nào ngon lấy thôi. Mình 5. Đây là mình 8 luôn. Quá ngon. Mình 7. Kiếm coi cái nào ngon. Cái nào xịn sò lấy. Đây là mình 9 luôn nè. Ok. Lấy cái này ha anh em. Muốn tối đa luôn rồi không? Ok, cái này mình ép lại ha. Rồi. Ba cái lâm mạnh này sẽ ra cái này. Đó là tôi đã cắt bớt anh em mà. Chứ không mà nếu mà quýnh cái này chắc nãy giờ phải nói là mấy tiếng đồng hồ á. Ok anh em. Detection element deceit cộng thêm 10% nữa. Này thêm 9 nữa 19%. Đây anh em, trophy bow đây. À, thì Jackson sẽ có chứng nhận này, chứng nhận Martin. Cười. Smile of Exidium 19%. Very sick. Ok anh em. Rồi, mình kết thúc clip đây tại đây nha anh em. Còn qua phần sau tôi sẽ rồi tôi ép cái này luôn coi nó ra cái gì. Rồi trên mớt nó ra cái gì vậy anh em ơi, một phẩm bí ẩn. Nó thêm một cái gì nữa này để tôi dịch coi nó ra cái gì. Màu đá thế giới mình máy gì The Veil Inadet, chắc chắn bạn chưa bị thẩm quyền là tiên tri của anh Thoriel, chỉ hơn một nỗ lực giải thích đều không thể dòm được. Là sao? Em hiểu. Chuyển cái nữa coi. Lilith má này giống như đọc truyện, đọc tiểu thuyết vậy trời. Chuyển mỗi cái nó qua mỗi thứ khác nhau. Lilith trời cao, địa ngục đốt thánh những thế giới này, các chiều chỉ là một hạt cát trong vũ trụ chuyển đổi. Quần què nhiều vậy, nhớ mà đọc truyện anh em.
mỗi lần trend nó ra một cái khác, có nhiều thế giới hơn những thế giới mà chúng ta đã đạt. Đa thế giới cũng tồn tại từ bình minh thời đại và giữ cho chúng ta luôn an toàn trong biển khả năng, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn điều gì mang ngoài sự hiểu biết của chúng tôi. Rồi cái này anh em nào đọc truyện đọc tiểu thuyết luôn. Sự phá hủy của Krypton không chỉ để thực hiện thánh thần sở hữu sự ảnh hưởng trực tiếp của thiên đường và địa ngục, nó để tất cả chúng tôi biết đến sự đe dọa lớn hơn. Mẫu này là chìa khóa, tiềm năng chưa đầy đủ của nó phải được mở khóa. Là sao? Có phải F12 bay viên không? Tục trend tiếp đây. Mỗi lần trend là nó ra cái... Mỗi lần trend là nó ra khác anh em. Nó tiếng thét ám sóng gì vậy? The Whip. Nó có thể hiển thị con họ mình, đệ tử của ngài, nó là người anh bất cứ cái gì sinh. Nó có nhiều và có thể làm sạch tâm lớp lớp tâm hồn. Đó là một mũi vỡ của tinh thần trong một mặt đất không giới hạn. Rồi hết trend được anh em. Hết trend được rồi. Up vô đây được không? Chung cái này anh em trend lên đọc rồi, trend đến cái này là hết rồi đó. Giải câu đố tôi cũng không biết giải câu đố này sao, này để tìm hiểu sao cho anh em, chứ cái này chịu tôi mới làm thôi chứ tôi cũng không biết. Ok, thank you anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em, bye bye.